Hello, thân chào tất cả anh em đam mê điện tử cũng như những người mà muốn xem những cái clip sửa bóng đèn. Thân chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có phát hiện ra một cái bóng đèn Rạng Đông, công ty cổ phần bóng đèn gì đó Rạng Đông. Bóng đèn này quan sát có gì, thấy có gì đặc biệt không? Theo bằng mắt thường thì mình thấy nó cả nùi con led nó bị hỏng rồi nè, không có nùi con luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử bóng đèn này coi nó còn sống không nè quý vị. Theo mình đoán là chắc nó sống không nổi đâu. Quá trời, nó lứt rồi, sống gì nổi mà sống. Nó cháy một số bóng nè, cháy mờ mờ một số bóng. Như vậy là cái driver này nó còn tốt, vậy là nó hư led. Và một cái mình muốn làm một cái thử thách đó là mình sẽ đó là thay tất cả các con led này mà mình không có tháo cái mạch ra, cái mạch thì tháo không được. Vậy để làm như thế nào thì mình sẽ thực hiện cho quý vị xem nha. Ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn một số con led mình mới tháo ra nè, để tránh mất thời gian mình đã tháo ra rồi nè quý vị. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành thay mấy con led này cho quý vị xem nha. Rồi zoom lên chút đó, mình sẽ thay hết mấy con led này cho quý vị xem. Rồi bây giờ mình sẽ đó là xác định con led hỏng và thay. Con nào hỏng là thay liền, ngang như con này nè, thay liền khỏi cần phải xoắn. Đấy, con đó là phải thay liền, dí cái mỏ hàng vô cho nó đâu rồi. Cái cuộn duy trì 13.000 của mình đâu à. Gì tới 13.000 rồi đó. Mình làm thực tế quý vị, cái clip có dài thì quý vị cũng thông cảm dùm cho mình nha, mình có cắt ghép. Rồi xong. Cái quá trình lấy ra đã xong rồi, mấy cái xác lách cũ nó còn dính ở đây nè. Đó. Phải thử bỏ nó nữa. Cái này mà nó rơi vô giò chắc đã lắm, ta đã ngứa lắm ta. Các bạn nào muốn thử không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ đó là làm cho nó sạch bằng cách đó là chúng ta sạch đâu thấy mà thấy nó đen thêm không phải đâu nha. Mình nữa là tách ra hai bên ra. Đừng có cho nó bị nối tắt với nhau. Rồi ok, bên này cộng bên này trừ, vậy là mình sẽ đó là đảo con led lại. Rồi đúng rồi đó, bên cộng bên trừ. Rồi để led vô. Đấy. Rồi nó văng led ra mất tiêu luôn rồi. Phải đây. Khi đó là cái tay nó không có đúng như cái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đó là một con làm xong rồi chúng ta kiểm tra liền con led coi nó có cháy chưa. Đây rồi nè, cháy rồi nè. Đó, cháy rồi đó, một con nó đã cháy. Con tiếp theo là con nào? Đây con này nè, cái con nó sức rồi, mất tiêu rồi. Để gì để dễ ha. Đây vệ sinh cái mỏ hàng đó coi. Chúng ta sẽ để gì vô cho nó sức hết ra hết. Thử thách này khó à nha, khó làm được mới hay. Rồi sức rồi đó, hai bên đều sức hết rồi đó. Hai
Rồi chúng ta sẽ lấy con led bên này cộng hay trừ, vậy là chúng ta không cần đảo con led lại. Đúng luôn. Rồi chúng ta sẽ đặt vô với cái mũi hàng vô, buông ra, đè nó xuống. Đấy, bên này chúng ta chấm nhẹ một cái. Đấy, vuốt một cái. Lấy hai cái que đo ra, đo con led đó liền. Sáng liền thấy không? Thấy bên này coi sáng không? Này sáng luôn ha. Sáng luôn. Này mờ mờ. Mấy con led mà đen đầu đó thì nên thay nha. Rồi mình thích phát hiện đây con led hỏng nữa nè. Quá trời hỏng luôn à. Đây là nổ rồi nè. Nổ thì bắt đầu mình đã là thử nó ra. À, vệ sinh sạch nó. Kéo khúc dây chì ra. Hàng vô. Cho nó miếng chì à. Rồi quậy cho nó sức. Sức cho cưng. Sức được mấy con bên à. Rồi để vậy luôn cũng được nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định cộng trừ như vậy, chúng ta sẽ xác định quay đầu led lại. Gấp led lên. Đúng rồi, đúng bài rồi. Đặt led vô. Chấm nhẹ ở đây một cái, buông led ra, nhặn cái đầu nó xuống. Rồi. Bên đây chúng ta chỉ cần đó là dí cái mỏ hàng vô, nó tan chảy ra, nó dính nhẹ vô là ok à. Đó, phục thù lù cái mắt ối. Mà không sao, những cái cháy led là được rồi. Cháy thằng mày. Đó, cháy thấy chưa. Cháy nè, cháy cái này là cháy mờ nữa. Này mờ căm. Để nó đi. Rồi còn cái bóng led nào nữa ta. Đen đầu nhóc hết trơn nè, này đen đây nữa nè. Đó, đen thì thay. Này quá đen rồi. Em thui em lùi luôn rồi. Thử thách này cam go. Đó. Đập thử thách này mẹc à. Là người ta sẽ chọn những cái dễ ta làm không à. Mình thì mình chọn cái khó mình làm. Lép nó chết cả nùi con vậy đó. Mà đi thay. Vậy nó mới ghê. Biết có ghê không nữa, không biết sửa được không á. Ghê cái gì mà ghê. Làm được khán giả nó mới yêu thương mình. Đúng không khán giả? Rồi. Chúng ta sẽ thay led thôi. Đảo độ led lại tiếp. Nhìn coi ok rồi đó. Gì ba. Ngược luôn rồi. Lết nằm yên không được ta. Rồi đặt con hàng vô. Buông ra. Để cái đầu nó xuống. Rồi tới bên này. Nó dính rồi. Bên này chỉ cần nó là nóng lên đó là nó dính vô à. Dính cái đuôi vô rồi. Ok. Rồi đo nó lại liền. Đây. Đó sáng. Những con led thay vô là sáng hết nha. Còn con nào đen quá đen ở đây con này nữa nè, thay tiếp.
thay nào mà hết thế mà. Con này quá đen. Nào đằng này nè, đen thùi luôn rồi. Đấy, đen thùi lùi luôn rồi. Đảo qua này thì dễ làm hơn. Không có bị ấy. Đấy, gì nó dễ hơn à. Đây này. Con chì 13.000 sắp hết rồi quý vị ơi. Khổ quá vậy đó. Làm không? Qua lại là hết chì. Qua lại là 13.000 ra đi không ngày trở lại. Rồi xong. Giới thiệu này ra coi. Một cái. Hai cái. 13.000. Con chì. Đập một con lát. Đặt cái đầu nó vô. Rồi nhảy nữa. Tên nữa nha. Chuốt một cái. Đấy. Dính vô liền. Bên đây. Không chịu ăn phải không? Cho vô một miếng chì nữa. Rồi. Bắt đầu test liền. Cháy 3. Lộn cái bên là cháy gì? Cháy nè. Này cháy không? Cháy luôn. Cháy mà này mờ. Mờ câm. Này cháy này này là mờ nè. Sao cháy sáng nè. Đưa vô là có thằng nổ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện vô thử nha quý vị. Thằng nào nổ thay tiếp. Chắc chắn là có thằng nổ. Đấy, sáng một con được con bên nè. Sáng được một con được đó. Chơi mà sáng mà sáng chập chờn nữa chứ nè, nhìn nè. Đó. Một thằng nào nó cháy rồi. Cháy tim rồi. Ôi ôi. Đen nhóc thằng hết trơn. Những thằng mình thay vô thì nó không có bị đen. Còn những thằng mà không thay á nó lại đen. Cháy tim. Cháy đây nữa nè. Cần cái tay thử cũng sức nữa. Đây nữa nè. Nhiều lắm. Lại tiếp tục thay luôn. Thay cho hết con lết luôn. Thay chừng nào mà nó cháy mới chịu. Chừng nào hoàn thành mới nghỉ nha. Chừng nào hết cái cuộn chì 13.000 của mình luôn. Rồi, lấy con lát đi em.
xong rồi đó. Con led này nè, đó liền thay ba xíu qua sáu vậy mà nó cháy. Rồi tới con led này lại tiếp tục dí cái đầu vô. Đây một con nữa. Rồi cái bác ơi, làm sao mà cháy được. Dùng điện tiếp, coi lần nào nó nổ nữa. Cháy được tới đó. Cháy theo từng khúc thôi. Cái vòng trong này coi coi sao, lý do sao mà cháy tới từ đây này. Cháy nè, không cháy nè. Ôi này em vô rồi nè, vô nữa nè, em vô. Hai thằng em ru hai thằng em ru rồi. Mình làm việc nào được mới thôi nha, không có bỏ giữa chừng nha. Anh em nào coi chán thì có thể chuyển kênh. Không bỏ, làm được mới chịu nghỉ. Ở trong này là có con led nào nó bị đứt nữa. Đi vậy nè, ba thằng rồi đó. Ok à, trước mắt mình sẽ thay ba thằng led đó nữa. Tiếp tục sử dụng chì 13.000. Sức một thằng.
1. Chắc chắn khi mà thay vô rồi thì có con sẽ cháy nữa thôi à. Bây giờ mình còn thấy rất là nhiều bóng nó còn đen đầu cơ. Nhưng mà mình đã nói rồi, thay nào nó hết đen thôi. Rồi. Đây. Ba con led xong, nghiêm điện luôn. Rồi cháy được cái ra ngoài và chết tiếp. Đấy. Đấy, ra ngoài ra cháy được rồi đó. Dàn trong thì những con led đen đầu. Rồi, dần trong coi con đất nào đen đầu. Đo dần trong. Con nào mờ. Con này nè. Con mình thay vô nó ok rồi. Này chịu không nổi với thời gian. Đi nữa hai em. Ok, cho bên này miếng đi, bên này vuông xíu nữa cho nó ra ngoài đặng mà cho nó dễ hàn hơn. Tiếp tục. Đó. Đó, cháy hết rồi nè, thấy chưa?
Đó, lúc này nó đã cháy hết rồi đó, mình sẽ ghim điện vô luôn. Đấy. Công sức của mình bỏ ra đã được thành quả rồi đó quý vị. Tất cả các em led nó đều sáng hết. Mà cái đầu bền thì mình không biết thì sao. Nhưng mà bây giờ nó đã sáng rồi. Mình xin nói cái lý do mà lúc đầu nó sống con này nó chết con kia là tại vì là nó rất nhiều con nó không cháy cho nên những con còn lại nó sẽ đen đầu. Nhưng mà bây giờ tất cả các con nó đã đi đều cháy hết thì cái dòng điện nó đưa qua các con led này như nhau. Cho nên là sức chịu đựng của các con led nó sẽ là đúng với là cái nhà sản xuất đưa ra. Cho nên nó rất là bền, bây giờ nó thấy quý vị thấy nó không có chết tắt nữa. Rồi. Đó. Đấy, thấy chưa? Mình này ghim cái thử nè, nó đâu có nổ con led nữa đâu. Mình nhìn với con cháu mình, con mắt mình nó cháu là luôn rồi. Thì vừa qua mình đã phục hồi lại cái một cái bóng đèn mà nó chết cả nồi con led luôn. Mình đã làm được. Mẹ ơi, con làm được rồi ha. Thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các lần sửa bóng đèn tiếp theo của mình ha. Đây là cái quá trình làm thực tế cho những anh em nào mà muốn coi sửa thực tế nha. Thay led luôn. Bây giờ bậy, rút điện rồi. Đó, bây giờ mình ghim lần cuối nha. Quý vị thấy không? Tất cả các con led đều sáng cho anh rồi. Ok, thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các lần chia sẻ sửa bóng đèn tiếp theo. Bye bye.